Dạ Thắng chào cô chú anh chị và các bạn trên mọi vùng miền Tổ quốc nha. Sáng ngày hôm nay thì hai chị em ra thu hoạch cái trái atiso đỏ. Đây. Sáng giờ chị hai cắt được nhiêu đây rồi. Cắt vô để chuẩn bị nấu nước. Thực tế cho bà con chúng ta xem coi nó có giống như nước xì tin mà con nói không. Mà cái này từ trái cây trái ra thì nó tốt sức khỏe mình như con nói đó. Để mình coi ha. Đó, cắt nè. Đó, vô. Bông nó cũng nhìn dễ thương cô chú. Mình trồng mình để sân nhà, con nói nó có 6-7 công dụng luôn, thậm chí nhiều hơn nữa. Cái lá này thì lâu lâu hái vô nấu canh chua. Chân trong nhà cũng đẹp nè cô chú thấy không? À. Dòng nhà mà mình nhà biệt thự thì đó chân vô là nhức nách. Hết luôn đi. Đừng cắt mấy trái nhỏ quá thôi. Cắt là cái lú lên tới nhỏ rồi nè, ghê. À, nè mấy cái cắt xong nó lú lên lại nè cô chú. Chứ không phải cắt xong là nó xong luôn nha, cắt xong nó lú trái mới lên. Nó mọc thêm cái mới lên. Thì đó lần trước cắt nấu nước á. Rồi sẽ quay cái đoạn nấu nước ra thành phẩm cho cô chú ta xem luôn ha. Sáng nay quay về thôi. Tính chiều mới nấu cô chú ơi, sáng chưa có thời gian. Rồi xin lỗi cô chú nha, quá trình quay nó không được liên tục. Do lúc chị hai nấu, chị hai quên điện cho con. Bây giờ nấu rồi đường phèn cũng bỏ vô luôn rồi cô chú. Nó ra màu đỏ nè. Đó mình thấy đỏ ao nè. Ủa từ bữa mình hái tới giờ mấy ngày rồi chị hai? Hai bữa rồi cô chú. Mẹ bỏ tủ lạnh. Bỏ tủ lạnh nè. Còn tủ lạnh còn không? Hết hả? Đó cô chú thấy đỏ không? Để hồi bây giờ nó cũng chín rồi. Để hồi nữa để nguội rồi múc rồi thử cho cô chú chúng ta xem. Màu đẹp ghê. Màu quá trời đẹp luôn. To nấu là được nhiều. Nấu này cũng đậm màu đà, màu đỏ đậm luôn. Bữa hái ăn to quá cô chú. To mái nấu ra nồi nước này chắc hơn lít ha. Cái này vẫn lít vậy, này có 2 lít á. Nhiều quá cô chú, thấy chứ nhiều quá. Nồi này cũng bự mà. Nấu xong mình uống nước mình ăn luôn cái này luôn á cô chú. Tại vì nó làm mất được mà thì cái này mình ăn bình thường thôi. Rồi để một xíu nữa nguội cái con quay tiếp cô chú ta xem nha. Coi uống nó như thế nào. Bây giờ cô chú con lấy cái ly sẵn rồi. Chị hai múc vô. Để cho nguội cho mau uống cho cô chú ta thấy. Có bệnh nhân cái bên kìa uống luôn. Bệnh nhân ho sặc sặc. Con nói thật cô chú chứ với số tiền mình bỏ ra mà cái này vừa làm cảnh, làm kiển, rồi làm thuốc, mình uống luôn. Mà mình làm thực phẩm mình ăn được luôn là như cái lá đó. Rồi mình làm mứt luôn thì nó quá tuyệt vời. Thiên nhiên nữa, tốt sức khỏe nữa, nóng mà đổ vô luôn hả? Sai gấp mà. Giờ đưa cho bệnh nhân uống nè. Đưa cho ông uống đi. À. Rồi trên hai uống nè. Uống thử coi sao. Uống thử coi. Có im không? Chua dữ không? Coi thiếu đường không? Rồi bà uống đi. Tại nói chung là cô chú ta muốn ngọt thì nhiều đường mà ít đường thì nó chua. Vậy thôi, tại cái này là bột giấm mà, để nấu canh chua mà. Cho uống miếng thôi. Này bỏ ít đường, còn hậu chua. Còn hậu chua, nó hơi nhạt, ít đường. Nói chung là với 250.000 cái cây con nói cô chú mà tốt sức khỏe, thiên nhiên. Nhiều công dụng như vậy thì nhắm có xứng đáng không? Cô chú ta cảm thấy mà nhiều tiền quá thì nói hắn ơi. Chú giờ không có tiền lấy cây nhỏ thôi, con sẽ kiếm cây nhỏ cô chú. Cần cây lớn thì con có cây lớn hơn, nên là giá nó khác. Thì con cũng quay ngắn cô chú ta biết về công dụng của cây bột giấm atiso đỏ thôi. Cũng quay chia sẻ thực tế cô chú biết.
con biết cái nào tốt là con nói cô chú tốt, còn cái nào không tốt là con nói không tốt mà. Không phải là con nói khơi khơi đâu nghe cô chú, mà nhiều kênh khác họ cũng quay, cô chú ta biết luôn, cả những chuyên gia bác sĩ nữa. Con cũng học trường lớp ra đàng hoàng, có bằng cấp, chứ không phải là con không có trình độ mà nói khơi khơi cô chú đâu. Dạ, con cảm ơn cô chú nha. Có nhu cầu mua về giống liên hệ con là Thắng, đến từ cây giống Tâm Phúc ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Chúc cô chú luôn được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Quá đã cái nồi, hồi nãy không múc cái ăn. Rồi, tạm biệt cô chú ạ. Chua chua, còn.